thể thấy, mỗi ngôi sao sẽ có những cách chăm sóc nuôi dạy con khác nhau, tránh những tác động từ môi trường giải trí. Trong đó, các nhóc tỳ của nhà Trường Giang, Nhã Phương, Thủy Tiên, Công Vinh, Hà Tăng, Louis Nguyễn vẫn luôn là ẩn số với người hâm mộ. Bên cạnh các nghệ sĩ Việt thoải mái chia sẻ hình ảnh con cái với công chúng, vẫn có rất nhiều sao quyết giữ kín. Nói về lý do, mỗi ngôi sao đều có những chia sẻ khác nhau, song tất cả đều hướng về lợi ích và sự phát triển tự nhiên của con trẻ. Trường Giang đợi con đồng ý mới chia sẻ hình ảnh. Một trong những cặp vợ chồng sao giữ kín hình ảnh của con cái nhất chính là nhà Trường Giang Nhã Phương. Từ khi bé Disney chào đời đến nay, vợ chồng Nhã Phương chỉ mới hiếm hoi khoe ảnh chụp cùng con vào dịp sinh nhật tuổi 37 của Trường Giang. Tuy khoảnh khắc này được che chắn cẩn thận, nhưng người hâm mộ vẫn vô cùng thích thú và mong chờ ngày được chiêm ngưỡng diện mạo cô con gái của cặp sao nổi tiếng nhất nhì Vbiz. Chia sẻ về lý do chưa công khai ảnh cận mặt của con gái Disney, nam danh hài xứ Quảng cho biết, khi nào ái nữ hiểu chuyện và đồng ý thì mới tiết lộ vì anh tôn trọng quyết định của con. Trường Giang muốn con gái nhỏ có một cuộc sống bình thường, phát triển tự nhiên và tránh những sự soi mói. Hà Tăng nuôi dạy con theo phương pháp tự nhiên. Hà Tăng và ông xã Louis Nguyễn cũng là cặp vợ chồng khá kín kẽ trong việc chia sẻ hình ảnh của các nhóc tỳ. Tuy nàng ngọc nữ vẫn thường xuyên đăng ảnh sinh hoạt của các con, nhưng toàn bộ khoảnh khắc đều khéo léo che gương mặt cận. Nói về lý do, Hà Tăng chưa từng chia sẻ, song thông qua cách nuôi dạy con của mỹ nhân này, công chúng hiểu được cô mong muốn để hai con phát triển tự nhiên. Theo đó, dẫu các con của Hà Tăng đều có xuất thân hào môn giàu có, nhưng các bé luôn được mẹ hướng đến những phương pháp học tập vui chơi giản dị. Trong đó, khoảnh khắc Hà Tăng dùng bìa cắt tông cũ để các con tập vẽ từng khiến cư dân mạng phát sốt. Thủy Tiên lo con phải chịu áp lực. Thủy Tiên, Công Vinh hiện đang có một cô con gái 7 tuổi, tên thân mật là Bánh Gạo. Cô con gái đầu lòng này của vợ chồng Best Fit Việt Nam cũng được bố mẹ giữ kín hình ảnh từ lúc chào đời cho đến tận bây giờ. Thủy Tiên cũng giống như Hà Tăng, vẫn chia sẻ những câu chuyện liên quan đến hoạt động phát triển của con gái nhưng không khoe ảnh cận mặt của bé. Tiết lộ vì lý do, Thủy Tiên mong muốn con được phát triển tự nhiên và không phải giữ kẻ vì là con của người nổi tiếng. Bà xã Công Vinh lo con gái sẽ phải chịu áp lực nếu bị chú ý quá nhiều từ khi còn nhỏ. Nói về cách nuôi dạy con của Thủy Tiên, nữ ca sĩ này cũng nhận được nhiều lời khen không kém gì Hà Tăng. Thủy Tiên luôn hướng con gái Bánh Gạo đến sự tự lập, biết yêu thương mọi người. Thu Minh không muốn con ỷ lại vào cha mẹ. Vợ chồng nữ ca sĩ Thu Minh cũng có cùng quan điểm giữ kín hình ảnh của con trước truyền thông công chúng. Chia sẻ về lý do, nữ ca sĩ này cho biết cô muốn con được phát triển tự lập và trải nghiệm mọi thứ bằng chính đôi chân của bé. Ngược lại, Thu Minh không muốn con trai ỷ lại vào hào quang của bố mẹ. Từ khi chào đời đến nay, bé Gấu, con trai Thu Minh, chỉ được mẹ công khai một khoảnh khắc lúc chưa 4 tuổi. Ngoài ra thì mọi hình ảnh khác đều được chụp góc nghiêng hoặc là từ phía sau lưng. Có thể thấy, mỗi ngôi sao sẽ có những cách chăm sóc nuôi dạy con khác nhau. Nếu như có người thoải mái chia sẻ hình ảnh con vì mong muốn cho bé được bộc lộ nhiều tố chất, thì có sao lại muốn nhóc tùy nhà mình phát triển tự nhiên nhất. Song, chung quy, mọi ông bố bà mẹ đều mong muốn con cái của mình lớn khôn và hạnh phúc. Thế còn bạn, bạn nghĩ như thế nào về cách nuôi dạy con của các sao Việt ở trên đây? Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé!